Nếu bạn yếu tim, không nên đến những lâu đài này, không phải là công chúa và hoàng tử. Trong những lâu đài này, bạn sẽ thấy những bóng ma thét chói tai và cánh cổng dẫn đến địa ngục. Một lâu đài Leeds, Ireland, được xây dựng từ thế kỷ 13 đến cuối thế kỷ 15, lâu đài này từng chứng kiến nhiều cái chết ghê rợn. Theo truyền thuyết kể lại, trong một cuộc tranh giành quyền lực của gia tộc O'Carroll, một người anh em đã lao một thanh kiếm vào một linh mục đang tổ chức thánh lễ trong nhà nguyện của lâu đài. Căn phòng hiện được gọi là nhà nguyện đẫm máu, và vị linh mục được cho là đã ám lâu đài này vào ban đêm. Và nỗi kinh hoàng không kết thúc ở đó. Trong khi cải tạo lâu đài vào đầu những năm 1900, những người thợ đã tìm thấy một hầm ngục bí mật chứa đầy xương người trong nhà nguyện đẫm máu. Hầm ngục được thiết kế để các tù nhân rơi qua một cánh cửa bẫy, bị những chiếc gai gỗ trên mặt đất đâm thủng phổi, và chết dần ở đây. 2. Lâu đài Chillingham, Anh, được coi là lâu đài ma ám nhất nước Anh. Lâu đài Chillingham có những ngục tối đầy tù nhân và những phòng tra tấn rùng rợn. Nhà quản lý đã mở tour du lịch ma cho du khách tham quan. Nhiều thợ săn ma từng nhìn thấy hồn ma dưới hình hài phụ nữ tái nhợt và tiếng nói phát ra từ trong nhà nguyện. 3. Lâu đài Bergeljo, Đức. Lâu đài Bergeljo có từ năm 1157. Một trong những khu vực mở cửa cho khách tham quan chính là phòng ngủ của nữ bá tước Enger. Chiếc giường, áo giáp và chiếc triều chiến của nữ bá tước vẫn còn trong phòng. Nữ bá tước đã chết khi bảo vệ lâu đài nhưng vẫn ám nơi này đến tận ngày nay. 4. Lâu đài Haska, Cộng hòa Séc. Lâu đài Haska không có nhà bếp và không có người ở khi nó được xây dựng. Haska được xây dựng trên cái hố để bịt kín cửa ngõ và ngăn không cho các sinh vật ma quỷ xâm nhập vào thế giới. Những con quỷ được cho là bị mắc kẹt trong các bức tường của tầng thấp hơn. Đây là nơi có những câu chuyện rùng rợn. Trước khi niêm phong, các tù nhân gần đó được ân xá nếu họ đồng ý hạ xuống lỗ bằng một sợi dây và báo cáo lại họ đã nhìn thấy gì. Khi người tù đầu tiên được hạ xuống, anh ta bắt đầu la hét nghe những âm thanh ghê rợn từ địa ngục, những hồn ma, quỷ lai giữa chó và người khi đứng tại đây. 5. Lâu đài Vågegård, Đan Mạch. Ở thị trấn Dronning phía đông bắc Đan Mạch, lâu đài Vågegård trưng bày các tác phẩm của Raphael, Guir và El Greco. Nhưng tòa nhà trang nghiêm này nổi tiếng với quá khứ đen tối. Ingeborg Steele đã mua lại lâu đài vào năm 1578 và bị chết đuối khi xây dựng con hào quanh lâu đài Vågegård. Có người đã nhìn thấy hồn ma Steele mặc đồ trắng, lang thang trong lâu đài vào ban đêm. 6. Lâu đài Predjam, Slovenia, được xây dựng trong một hang động ở giữa một vách đá cao chót vót. Lâu đài Predjam nguyên gốc là một pháo đài, thuộc một số gia tộc danh giá nhất ở Slovenia. Mọi người cho rằng linh hồn của kỵ sĩ Lueger hay nam tước Irajem Lueger từng là chủ nhân lâu đài vẫn quanh quẩn tại đó cho tới ngày nay. Lueger bị những người hầu của mình phản bội và bị giết trong lâu đài. 7. Lâu đài Himeji, Nhật Bản. Lâu đài Himeji có từ năm 1333. Câu chuyện phổ biến nhất của tòa lâu đài gắn liền với Okiku, nữ nhân thời cổ đại bị cáo buộc oan về việc mất đi những đồ ăn quý giá. Cô bị giết và ném xuống giếng trong lâu đài. Hồn ma của cô ấy giờ ám ảnh lâu đài vào ban đêm, đếm các món ăn trong một giọng điệu thê lương và kêu thét. 8. Lâu đài Fraser, Scotland, được xây dựng từ năm 1575 đến năm 1636 ở miền đông Scotland. Castle Fraser nổi tiếng với kiến trúc phức tạp, đất nông nghiệp và những khu vườn tuyệt đẹp. Lâu đài này cũng có một câu chuyện thần thoại kinh hoàng. Theo truyền thuyết, một công chúa trẻ từng ở lâu đài đã bị sát hại dã man trong khi ngủ. Thi thể cô bị kéo xuống cầu thang đá và để lại vết máu. Dù cố gắng đến mấy, những người trong lâu đài cũng không thể cọ rửa những vết máu bám trên cầu thang nên họ quyết định ốp cầu thang bằng ván gỗ. Một số người nói rằng hồn ma của công chúa vẫn đi lang thang trong các hành lang của lâu đài vào ban đêm. 9. Lâu đài Lanark, New Zealand. Lâu đài Lanark được xây dựng từ năm 1871 đến năm 1887 để làm nơi ở của William Lanark, chính trị gia địa phương nổi tiếng ở New Zealand. Đáng chú ý nhất là phòng khiêu vũ rộng 278m² mà Lanark đã xây dựng tặng sinh nhật thứ 21 của con gái. Và cô gái đã chết vào năm 26 tuổi. Cô đã ám ảnh phòng khiêu vũ. Mọi người tới đây đều nghe thấy tiếng nước chảy ma quái và những lời thì thầm bên tai. 10. Lâu đài Musam, Áo, có niên đại từ năm 1675 đến năm 1690.
Musam đã tổ chức nhiều vụ hành quyết, giam cầm và tra tấn hàng trăm người đàn ông và phụ nữ bị buộc tội là phù thủy. Sau đó, vào những năm 1800, rất nhiều hươu và gia súc trong khu vực lân cận gần lâu đài bị chết do người sói. Ngày nay, nhân viên và du khách vẫn nghe trong lâu đài có những âm thanh, dấu chân cùng những hơi thở ma quỷ vào mỗi đêm.